hai các bạn chắc chắn các bạn sẽ rất khó để tìm được một cái showroom trải nghiệm sản phẩm nào mà nó đến cái mức độ này. Hiện tại mình đang ở showroom 189 Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, quận nhất của Given. Không phải là do mình làm ở công ty mà mình cố ý khen công ty, nhưng mà thật sự là cái góc showroom trải nghiệm của cái Given Cống Quỳnh nó rất là tuyệt vời. Và ở đây bọn mình đang có một cái dàn setup khoảng vài bộ PC mình sẽ chia sẻ với các bạn, nếu như các bạn tới Cống Quỳnh thì các bạn sẽ được trải nghiệm những gì. Đây là cái bộ PC mà nếu như các bạn tới GVN Cống Quỳnh các bạn sẽ được trải nghiệm. Và đây là một cái setup mà full Aorus Gigabyte. Mình nhớ là cái bộ này thì hồi đợt cái lúc mà bọn mình làm cái showroom này á, thì bắt đầu là bên phía Aorus có qua bên này setup luôn và nó rất là chỉnh chu. Các bạn có được những cái thiết bị rất là đỉnh, chẳng hạn như đối với cái màn hình đi, con này là con G34WC, một trong những con màn hình 21.9 bán chạy nhất tại GVN và vẫn là một trong số những cái best choice của bọn mình khi mà khách hàng tới tìm. Nó cũng được trang bị ở đây. Đây, một con màn hình với tỷ lệ 21.9 là 1500R, 144Hz và độ phân giải 2K. Nó nằm ở đây. Các bạn sẽ có một cái setup với chuột và phím. Này, cũng đến từ Aorus. Các bạn biết bộ PC này có cấu hình là gì không? i7-9700K, main Z. Và các bạn có được 16GB kèm theo đó là RTX 2080. Số rung trải nghiệm thôi các bạn, tức là một cái bộ máy mà mình sẽ để chết ở đây và các bạn sẽ được lại trải nghiệm và muốn chơi game hay muốn làm gì cũng được. Và đây có một cái mô hình của Gigabyte rất là dễ thương đấy. Nên là nếu như các bạn tới thì cái góc này nó sẽ rất là tuyệt vời dành cho những bạn nào là fanboy Gigabyte. Các bạn có thể tới đây sống ảo cũng được. Đây, bộ kế bên. Cái bộ bên kia nếu như các bạn thấy cái mức tiền nó cao quá thì các bạn có thể tới đây trải nghiệm một cái bộ nó thấp hơn một chút xíu. Về cái dàn Gaming Gear, ở đây bọn mình có những cái bộ Gaming Gear Rabu. Thấy không? Giá rẻ không nhất thiết là giá quá cao, nhưng mà các bạn sẽ có một con màn hình đỉnh của chớp của LG ngay tại điểm hiện tại. Các bạn có 27GL850. Đây, con này giá khoảng 10 triệu, mình có làm video rồi. Màu cực đẹp. Và những cái trải nghiệm của con màn hình này nó cho lại các bạn với cái tấm nền panel IPS, chính xác là Nano IPS, nó cho lại rất là đỉnh. Và các bạn cũng sẽ được trải nghiệm nếu mình coi cấu hình nha. Con này hiện tại đang chạy cấu hình là chúng ta có i5-10400F, display là 1660 sub. Và các bạn có RAM là 8GB. Một cái bộ PC khá là cơ bản dành cho những bạn nào thích chơi esports. Ở đây có đây. Bên này đây, các bạn sẽ được trải nghiệm một cái full combo gear của HyperX. Đây là con Bullseye FPS Pro. Đúng rồi, Bullseye FPS Pro. Và đây là con Alloy thì phải, mình không nhớ. Đây, Alloy Origin. Thấy không? Các bạn cũng có luôn cái micro này đây. Một cái concept rất là đỉnh của HyperX. Và các bạn có được con màn hình bán chạy nhất ở trong tầm phân khúc giá rẻ 144Hz 27G2 của AOC. Con này thì trải nghiệm của nó rất là ok rồi, giá thành nó cho lại là ok và những cái spec của nó trải nghiệm thật nó cũng ổn, màu cũng ổn luôn. Và con này được cái là latency khá là thấp, các bạn có khoảng 4mA ray to ray, nên là nếu như các bạn muốn chơi game FPS thì mua con này cũng được. Và các bạn có thể vô trong cái góc ngồi này để các bạn có thể chơi thử là giả lập nếu như mình là FPS gamer thì mình sẽ làm gì. Tại vì nguyên cái setup này nè các bạn thấy nè, chúng ta có mic của 2BX, các bạn có chuột, các bạn có phím của 2BX luôn. Nên là thành ra đây một cái góc mà theo mình nha, concept của nó sẽ là CSGO Game Boy hoặc là Valorant Game Boy sẽ vô trong này ngồi. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm một cái góc làm việc với màn hình cong hay với những cái setup của cọt xe thì có luôn. Đây, chuột cọt xe mà con này con gì ta, quên mất tiêu rồi. Đây là con Harpoon Pro. Đây là một con cọt xe K60 Pro. Đấy, có full setup cọt xe, màn hình cong của Samsung và cấu hình con này sẽ là PC chúng ta có là i3-10100F. Các bạn có 8GB và các bạn có card đồ họa là GTX 1650. Bộ này thì nay nó xem khoảng đâu đó 15 triệu với cái thời điểm mà Vega đang rất là cao. Đấy, thì đây, một setup rất cơ bản dùng để làm việc đúng không? Chơi game văn phòng và dùng để chơi Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn, thì các bạn có thể tới đây để mà trải nghiệm. Vậy nên tất cả mọi thứ các bạn thấy nè, mình trải nghiệm từ cái góc Gigabyte đằng kia đấy, đến cái con PC này, rồi đến cái con AOC 27G2 và đến cả con Samsung LC 27G55 này. Vậy nên các bạn muốn trải nghiệm một cái cảm giác trở thành một vị khách hàng đích thực thì mình nghĩ là các bạn nên đến showroom của Given Cống Quỳnh. Ở đây bọn mình còn có trang bị rất là nhiều cái nữa. Bọn mình thấy là có tai nghe, các bạn có laptop, các bạn có chuột, phím và cả màn hình đằng kia. Nên là nếu như có thể hãy đến Given Cống Quỳnh để được trải nghiệm một cái cảm giác trở thành khách hàng đích thực nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở Given Cống Quỳnh.